Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Mai Lóc, người làm ăn cuộc sống người làm ăn. Đây hôm nay mình ăn ké của vợ mình, món ngon các bạn, ốc xào tôm khô với bánh tráng cuốn rồi các bạn, ngon hết sảy luôn. Bánh tráng cuốn rồi mình chấm với tương. Đây là đi trà sữa. Đi trà sữa của vợ nữa nè. Chú muốn ké luôn. Rồi mời các bạn ăn cùng hai chồng nhé các bạn. Chiều ăn gì, con ăn cơm dạ. Ăn cơm. Bởi vì ấm nhất à. Nhìn hết của vợ bây giờ hết ngon. Lưng lửng rồi, phải ăn cơm này. Nói kìa. Đấy, em cho cơm đi nữa. Em ăn cơm nhà. Có giờ đấu giờ cái gì ăn nữa. Rồi, nhiều nhiều không hết. Cái quá. Nó cả. Nó cả bây giờ. Em còn ngủ sớm quá. Đèn
dùng làm nữa. Dùng gặp già nặng không? Mày mua mua cái bơ. Không biết bơ. Muối muối ngọt 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 ngọt. Em mua 15 ngàn, 15 ngàn kìa. Còn mình làm á, mình sẽ mua trái bắp là mấy ngàn rồi. Rồi mua bơ nữa. Bơ cũng được bấm mấy ngàn cũng là 20 ngàn rồi. Mà mình làm có lần. Có lần nhiều, mà mình làm có lần nó cũng là quý. Lâu cái bơ để lâu hơn. Làm vậy còn thế lâu. Còn cái gì nữa nữa chưa 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 chưa. Ớt. Ta bỏ nhiều ớt rồi vậy. Trong kia đóng cửa á. Bánh kem hồi cháu bên kia. 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 Thầy mua nó sau cùng. Nấu kem thì nó không ngon mà. Tại vì ấy nhiều quá đó. Ở đi đi xe quá đó. Không còn à? À, hết rồi. Rồi, bỏ rồi, làm luôn. Chắc là để gửi cho anh. Quen luôn. Cái muỗng đưa đâu? Một cái muỗng mà, cái muỗng nữa. Anh biết có đánh làm gì cả. Con cháu ơi.
trẻ không em? Xin chào nhé, em lại quan với video của em. Cảm ơn bạn đã làm kênh Nguyễn Vlog. Nhớ thích đăng ký kênh ủng hộ nhé bạn. Cảm ơn nhiều các bạn.